Thưa quý vị, Hoa Phượng Đỏ là một trong bốn chiến dịch trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của tuổi trẻ Đà Nẵng. Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ được triển khai nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên là giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tham gia thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, tình nguyện về cộng đồng. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, chiến dịch này tại Đà Nẵng cũng có sự thích ứng linh hoạt với tình hình mới. Diễn ra trong hơn 2 tháng, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 20 tháng 8. Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay tại Đà Nẵng đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên là giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các đội hình tình nguyện được tổ chức tinh gọn, linh hoạt, tập trung vào các hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn, phát huy thế mạnh của từng đối tượng đoàn viên thanh niên với phương châm an toàn, hiệu quả, bền vững. Theo đó, đã có hơn 40 đội hình tình nguyện được triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 tại địa phương, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đáng chú ý, trong bối cảnh phòng chống dịch, các đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ đã chủ động chuyển đổi hình thức, tổ chức các hoạt động ôn tập kiến thức, giáo dục kỹ năng sống thông qua hình thức trực tuyến, phát động nhiều chiến dịch truyền thông, xây dựng văn hóa ứng xử trong thanh niên. Mục đích truyền tải những thông tin, kiến thức cơ bản nhất về luật an ninh mạng cho các bạn trẻ đoàn viên thanh niên, đồng thời đề xuất ra những giải pháp và những hành vi đúng đắn, chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội. Mình hy vọng rằng với những cái chia sẻ trong buổi giảng online của mình, học sinh có thể có thêm nhiều các ý tưởng, phương pháp cũng như là các nguồn tư liệu để các em có thể tự học tiếng Anh tại nhà trong cái tình hình dịch bệnh hiện tại. Với những nỗ lực của cá nhân nói riêng và của đoàn trường Trung học Phổ thông Liên Chiểu nói chung, mình hy vọng rằng là sẽ góp phần lan tỏa được tinh thần xung kích, tình nguyện của chiến dịch Hoa Phượng Đỏ đến các bạn, các em đoàn viên thanh niên. Diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của COVID-19. Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay thực sự là những trải nghiệm ý nghĩa đối với các em học sinh trung học phổ thông, để các em từng bước hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm sống và nhất là xây dựng ý thức sống vì cộng đồng. Đi tham gia cái chiến dịch Hoa Phượng Đỏ này, em cảm thấy rất là có đóng góp ích cho xã hội của mình. Tại vì góp một phần công sức nhỏ vào cái cuộc chống dịch của thành phố Đà Nẵng mình. Thay vì mình còn trẻ, mình còn khỏe, thay vì ở nhà nằm không thì có thể ra đây tham gia tình nguyện. Sự khó khăn của năm nay thì chiến dịch Hoa Phượng Đỏ đó là sự vận động làm sao cho các bạn đoàn viên thanh niên khối trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên cũng như là chi đoàn giáo viên tham gia cái chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm nay, thì do cái tình hình dịch bệnh nên là có sự phải các bạn ra quân phải đảm bảo cái sự an toàn về sức khỏe và sự sao phép của gia đình cũng như là sự đồng lòng của từ ban giám hiệu của nhà trường. Chính vì vậy thì những cái mô hình hoạt động năm nay nó cũng thay đổi so với lại truyền thống so với các năm. Tuy nhiên thì các khối trung học phổ thông trên toàn địa bàn thành phố và các đội hình tình nguyện cũng có sự thích ứng. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ thành phố Đà Nẵng năm 2021 qua hơn 2 tháng triển khai đã tổ chức được hơn 200 hoạt động tình nguyện với sự tham gia của 29 trên 29 đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn địa bàn. Qua đó, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm ý nghĩa, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên địa phương.